Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài C7 trang 13 sách giáo khoa vật lý lớp 6, nội dung như sau. Xem hình 3.4, hãy cho biết cách đặt mắt nào cho phép đọc đúng thể tích cần đo. Đây chính là hình 3.4 và chúng ta thấy ở đây là có 3 cách nhìn khác nhau. Cách A là nhìn, đặt mắt theo hướng nhìn xiên xuống dưới. Cách B, đặt mắt theo hướng nhìn vuông góc với thành của mình chia độ. Và cách C là đặt mắt nhìn theo hướng xiên lên trên. Vậy, ta thấy ngay được với cách A. Khi mà nhìn xuyên xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy cái mực chất lỏng này sẽ có cái giá trị cảm giác như là thấp hơn cái vạch chia thực tế của nó. Còn với trường hợp C thì ngược lại, khi nhìn xuyên lên trên thì chúng ta sẽ thấy mực chất lỏng sẽ tương ứng với cái vạch chia cao hơn với cái vạch chia thực tế. Và chỉ có duy nhất trường hợp B là chúng ta nhìn mắt theo cái hướng vuông góc với thành bình chia độ thì khi đó chúng ta thấy là mực chất lỏng ở bên trong bình sẽ ngang với cái vạch chia tương ứng. Và đây chính là trường hợp chính xác nhất. Như vậy, chỉ có trường hợp B sẽ cho phép đọc đúng thể tích cần đo. Ta ghi lại câu trả lời là trong hình 3.4. Thì cách B, tức là cách nhìn mắt theo cái hướng vuông góc với thành bình. Bình ở đây chính là bình chia độ các em nhé. Sẽ cho phép đọc đúng thể tích cần đo.